Những con giáp cực kỳ đen đủi trong năm 2017. Năm 2017 này cứu tinh sẽ thay đổi vị trí vận thế của mọi người cũng thay đổi theo. Bởi vậy có những con giáp cực kỳ đen đủi cần phải đề phòng để tránh đại họa. Một, tuổi Mão, do ảnh hưởng của xung thái tuế năm 2017 sẽ kém may mắn, khó tránh hao tổn tiền bạc. Vì thế ngay từ bây giờ, người cầm tinh con giáp này cần phải có kế hoạch chuẩn bị tài chính kỹ lưỡng để không rơi vào tình thế bị động. Nên đầu tư thì cần thận trọng, nên đầu tư vào các sản phẩm tài chính ổn định hoặc mua tài sản cố định. Tuổi Mão là người dễ cầu tài trong biến động, vì thế cần có sự sáng tạo mới mong được nhiều tài phú. Hai, tuổi Dần. Năm hành xung làm vận mệnh của tuổi Dần năm nay vô cùng đen đủi, mặc dù không đại hạn nhưng đủ làm Dần sức đầu mẻ chán, chủ yếu là những mối họa nhỏ liên tiếp xảy ra gây rối khiến tuổi Dần phải hao tâm tổn trí, tinh thần tập trung kẻo bị người ta đánh trúng. Họa thường thấy ở những kẻ tưởng chừng như vô hại, nếu tuổi Dần mà muốn trả thù sẽ bị cắn ngược lại cho coi. Những kẻ tiểu nhân này sẽ không cùng bạn giảng luật chơi hay quy tắc gì đâu. Ba, tuổi Thân. Năm 2017 con giáp này gặp phải thập ác đại bại, có tài có trí nhưng không được phát huy, tiền bạc làm ra bao nhiêu cũng dễ ra đi như cát bụi. Con giáp này không phải không cố gắng mà vì không gặp nhiều may mắn, vì thế tiền cứ đội nón ra đi. 4. Tuổi Mùi. Sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, các khoản thu nào cũng bị giảm sút. Người tuổi Mùi khi ra ngoài cần phải thận trọng, chú ý không dễ bị thương tích. Nói chung, năm nay tuổi Mùi đầu tư gì cũng cẩn thận. Năm 2017, tài chính của người tuổi Mùi không có tài tinh nhập mệnh, bị đại hung tinh quấy đảo nên gặp rất nhiều khó khăn. Năm, tuổi Tuất. Năm 2017, người tuổi Tuất rơi vào đại cục diện thái tuế gây ra sự tuế sát, phá hoại nhân duyên cung, tiểu nhân được đà lấn tới gây trắc trở tứ bề. Vì thế trong hợp tác làm ăn, bản mệnh nhất cần tuân thủ quy tắc, không nên nhẹ dạ cả tin hay thương hại người khác mà thiệt thòi bản thân, nhất là những ai có chức vụ thấp kém trong tập thể, bị các thế lực xấu vây quanh hãm hại ăn chặn, gây điều thị phi hạ nhục. Do đó cũng cần để đề phòng tiểu nhân năm 2017. Với những ai đang giữ chức quyền trong tay, con đường tiến thân cũng gặp trở lực khá lớn, do đó kẻ tiểu nhân quấy phá trong năm, mệnh chủ cần chú ý tới các mối quan hệ xã giao nhiều hơn, nhưng nên nhớ không dễ dàng tin tưởng ai đó, tuyệt đối kẻo hối không kịp. 6. Tuổi Tỵ. Bước sang năm 2017, người tuổi Tỵ vận khí cực kém, mọi việc không hề thuận lợi, làm gì cũng có kẻ mưu toan ngáng đường phá đám. Vận đen ùn kéo đến khiến cho tình hình tài chính sự nghiệp ngày một xấu đi. Năm nay họ cũng không có được nhiều tiền bạc, tình cảm gia đình cũng lạnh nhạt hơn, phải đến tận tháng 11 thì mới cải thiện hơn chút ít. Trên đây là những phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của Thế Giới Kiến Thức Tử Vi. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thế Giới Kiến Thức Tử Vi trong suốt thời gian qua. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.